nhân, xiền minh phần lục, lục chủng nhân, 147. Bực nào tự tỏ ngộ tất cả đế, trong tất cả pháp mà trước khỏi nghe, luôn cả đắc toàn giác trong chánh pháp, chuyên môn pháp bảo, thành tựu tất cả lực. Nhận thấy là bực vô thượng chánh đẳng chánh giác bằng nhất thế chủng trí. Bực nào tự tỏ ngộ chư đế trong tất cả pháp mà không phải do nghe trước nhưng không đặng nhất thế trùng trí trong tất cả pháp cũng không đặng chuyên môn tất cả pháp như thế gọi là bực độc giác hay duyên giác bực nào không tự chứng chư đế trong tất cả pháp mà không do nghe trước nhưng đặng làm cho tận khổ luôn và đắc chứng theo độ thinh văn như thế là đức xá lợi phất và mục kiền liên bằng trí tuệ độ thinh văn bực nào không đặng tự ngộ chư đế trong tất cả pháp mà không do nghe trước cũng thành người làm cho tận khổ trong đời hiện tại, nhưng không chứng theo thinh văn đồ. Bực như thế là La Hán, ngoài ra cũng đặng làm tận khổ đó. Bực nào không đặng tự ngộ chư đế trong tất cả Pháp mà không do nghe trước luôn cả không làm cho tận khổ trong đời này tức là bực bất hường, không còn trở lại như lối này. Như thế nên nhận là bực bất lai do không trở lại như thế này nữa bực nào không tự ngộ chư đế trong tất cả pháp mà khỏi nghe, luôn cả trong đời này không đặng làm cho tận khổ, còn trở lại như thế này. Bực như vậy nhận là dự lưu hoặc nhất lai like do cách còn trở lại như thế này. Dứt xiển minh phần 6 Xiển minh phần thất, thất chủng nhân, 148 Hạ người chìm cứ chìm luôn ra sao? Có người trong đời này chỉ hành theo pháp bất thiện, như thế gọi là người chìm càng chìm luôn người trồi lên rồi chìm xuống ra sao chấm có người trong đời này trồi lên pháp thiện tức là đức tin tốt đẹp đặng trồi lên pháp thiện tức là có tâm tốt đẹp đặng trồi lên pháp thiện tức là pháp quý tốt đặng trồi lên pháp thiện tức là tinh tấn tốt đặng trồi lên pháp thiện tức là tuệ tốt đức tin của người ấy không đặng vững vàng tiến hóa phải thối hóa luôn sự tàm của người ấy không vững vàng chẳng tiến thêm dĩ nhiên thối hóa luôn. Sự úy của người đó không vững vàng chẳng tiến hóa trở lại thối hóa luôn. Sự tinh tấn của người đó không đình trụ tiến thêm, lại còn thối hóa luôn. Tuệ của người đó không vững vàng tiến hóa bị thối hóa luôn. Như thế gọi là người trồi lên rồi chìm xuống luôn. Người trồi lên rồi ngừng lại ra sao? Chấm có người trong đời này đặng trồi lên pháp thiện là đức tin tốt đối trong pháp thiện có tâm tốt đối trong pháp thiện là quý tốt đối trong pháp thiện có cần tốt đối trong pháp thiện có tuệ tốt người đó đức tin không thối hóa pháp tàm của người đó không tiến không thối pháp quý của người đó không tiến không thối sự tinh tấn của người đó không tiến không thối tuệ của người đó không tiến không thối như thế gọi là người trồi lên rồi ngừng lại. Người trồi lên rồi xoay liếc ngó ra sao? Chấm, có người trong đời này trồi lên pháp thiện là đức tin đặng tốt. Đối với pháp thiện có sự tàm đặng tốt, đối với pháp thiện có sự quý đặng tốt, đối trong pháp thiện có sự tinh tấn đặng tốt, đối trong pháp thiện có đặng tuệ tốt. Người đó là bực dự lưu không còn xa đọa khổ thú, thành người nhất định sẽ thành tựu sau này do đã hết tam thiền như thế gọi là người trồi lên rồi xoay liếc ngó người trồi lên rồi lội qua ra sao chấm có người trong đời này đặng trồi lên pháp thiện tức là đặng có đức tin tốt đối trong pháp thiện đặng có tàm cao đối trong pháp thiện đặng có ý cao đối trong pháp thiện tinh tấn cao đối trong pháp thiện tuệ cũng đặng cao người ấy là bực nhất lai vì đã hết tam triền và ái, sân, si cũng đặng nhẹ nhàng. Nếu trở lại dục giới chỉ một lần thời đặng làm cho tuyệt khổ. Như thế gọi là người trồi lên, rồi lội qua, người trồi lên rồi lội đến nơi cạn vừa đứng ra sao. Chấm, có người trong đời này đặng trồi lên pháp thiện là đức tin cao. Đối trong pháp thiện có sự tàm rất cao đối trong pháp thiện có sự úy rất cao đối trong pháp thiện có sự tinh tấn rất cao đối với pháp thiện đẳng trí tuệ cũng cao siêu người đó sẽ hóa xanh vì triền thấp đã dứt hết sẽ viên tịch thế giới phạm thiên không trở lại nơi dục giới nữa như thế gọi là người trồi lên rồi lội đến chỗ cạn vừa đứng người trồi lên rồi lội đến bờ tịnh trí đứng trên khô ra sao chấm có người trong đời này trồi lên pháp thiện là đức tin rất tốt trồi lên pháp thiện là tàm rất tốt trồi lên pháp thiện là úy rất tốt trồi lên pháp thiện là tinh tấn rất tốt trồi lên pháp thiện là tuệ rất tốt người ấy đã tự hiểu tột làm cho tỏ ngộ đến bực tâm giải thoát tuệ giải thoát gọi là vô lậu vì tất cả lậu hết rồi thành tựu oai nghi hiện thế như vậy gọi là người trồi lên rồi lội đến bờ tịnh trí. 149. Người giải thoát lưỡng biên ra sao? Có người trong đời này, tự mình chạm bát giải thoát thành tựu oai nghi và tất cả lậu của người ấy dứt tuyệt do tuệ tỏ ngộ. Như thế gọi là người giải thoát lưỡng biên. Người giải thoát bằng trí, người kiến trí, người chi kiến tiến hóa, người tùy tiến hành, người tùy pháp hành ra sao? Chấm, tín quyền của người nào bực hành để làm cho tỏ ngộ quả dự lưu tột hạng lượng, huấn luyện thánh đảo, đức tin dẫn dắt, có đức tin hướng đảo. Như thế gọi là người tùy tín hành, người hành để đến quả dự lưu gọi là người tùy tín hành, người vững vàng trong quả gọi là người tín giải hành. Chỉ có bấy nhiêu như thế đó, rất xiển minh phần bảy